Là khu vực nhà thờ Đức Bà mùng 3 Tết các bạn, rất là đông vui, người người đến đây chụp ảnh ha, rất nhiều gia đình luôn đó. Mùi hoa rất là thơm nữa. Dễ thương quá trời. Trời ơi. Cái nhóc kìa. Tí hon. Dễ thương quá trời. Mùng 3 Tết ở chùa Ngọc Hoàng các bạn, quận nhất. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 10 giờ sáng mùng 3 Tết ngày 14 tháng 2 năm 2021. Và mình đang có mặt ở trung tâm của Sài Gòn, chính xác là ngay chợ Bến Thành. Đó, hôm nay mình sẽ đi quay đường xá các bạn xem nha. Các bạn thấy không, xe buýt nè. Và đây chợ Bến Thành giờ này đã đóng cửa. Đó. À, mình có hỏi một chị thì nói là hôm qua có mở cửa tới khoảng độ hơn 10 giờ mấy á, hôm nay thì đóng sớm hơn. Thực tế thì tình trạng corona làm cho việc kinh doanh rất là ế ẩm các bạn, từ Tết năm ngoái tới Tết năm nay luôn ha. Và mình đã từng quay cái cảnh ở trong chợ Bến Thành, thực sự là không có khách du lịch thì xem như là việc kinh doanh cũng do đình trệ, rất là khó khăn cho chợ Bến Thành, bởi vì họ dựa chủ yếu vào nguồn khách là ngành nước ngoài. Bây giờ mình sẽ đi về hướng đường bên kia Phan Châu Trinh, đi một vòng các bạn xem nhé. Chợ Bến Thành, hy vọng là năm nay corona sẽ qua đi, mình nói là có đủ liều lượng vaccine đó, để sang một năm mới sẽ vui tươi hơn. Những ngày này thì chỉ có chợ, miếu, chùa, còn nhà nhà thì chỉ có ăn, ngủ, nhậu. Đấy, các bạn thấy không, cũng có khách nước ngoài ha, nhưng mà hầu như là những người định cư ở đây á. Đây là đường Phan Châu Trinh các bạn, mặt cửa Tây ha. Hồi nãy mình thấy có một số khách người Hà Nội các bạn đến ngay cửa chính để chụp hình thôi. Đó, nguyên cái chợ Bến Thành mùa Tết. Nhìn có chút xíu gì đó buồn buồn ha. Một năm rồi đó các bạn. Không biết các tiểu thương trong chợ Bến Thành sống thế nào nữa. May mắn của mình là một năm qua là đã được rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ, và thực sự là mình sống vẫn ổn, vẫn tốt. Cầu mong là năm mai sẽ tốt hơn, và chúc mọi người làm ăn phát đạt. Đường Nguyễn An Ninh, Phan Châu Trinh, khúc này cũng có khá nhiều khách sạn, nhưng mà năm qua là coi như tình hình là te tua. Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn không có khách du lịch quốc tế mà. Bây giờ mình sẽ chạy ra khu vực nhà thờ Đức Bà ha.
Hôm nay mình sẽ đi dạng như city tour. Sẵn mình đi qua khu vực này các bạn. Đây là Dinh Độc Lập nha. Đại lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Lê Duẩn. Đằng kia có chiếc xe là city tour là dạ, xe 2 tầng. Đó. Đây khu vực Dinh Độc Lập. Mùng 3 Tết. Mình thấy có mở cửa đón khách thì phải. Đó. Bên trong có một số khách nước ngoài. Mình thì không có vào trong nữa các bạn ha. Quay cảnh thôi. Đấy. Thực sự là đã vào đây rất nhiều lần rồi. Ngày xưa thì mình học ở trung học phổ thông chuyên bang Lê Quý Đôn. Thì nằm bên cạnh đây thôi, trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đó. Nhớ cái tiết học lịch sử là vô đây nè. Mùng 3 Tết. Nhìn chung hoa cỏ cũng khá là đẹp các bạn. Một cái màu hồng đỏ ha. Bên kia như là hoa dừa cạn. Đây, sẵn quay chút xíu hoa lá các bạn xem luôn. Và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đường này các bạn đi ngược lại, quẹo tay trái hoặc tay phải là đường Nguyễn Thị Minh Khai ha. Như nãy mình nói là trường trung học phổ thông chuyên bang nằm ở đó, Lê Quý Đôn. Hồi xưa mình tự hào là mình là học sinh của trường Lê Quý Đôn các bạn. Rất tự hào khi mặc cái chiếc áo đó. Cho tới bây giờ vẫn vậy. Và kỷ niệm về trường cũng rất là nhiều. Chỉ có một điều ở chỗ là so với nhiều bạn bè của mình thì thực sự mà nói là mình không thành công lắm. Bởi vì có những bạn, rất nhiều bạn rất là giỏi. Đôi khi trong cuộc sống chúng ta có sự lựa chọn sai lầm các bạn. Một bước đường sai. Đây, anh chị qua đây chụp hình nè. Ý mình nói là ngày xưa chọn con đường đại học đó. Đây các bạn, đại lộ Lê Duẩn ha. Đó. Mới vừa tưới nước xong. Nhìn hoa cỏ rất là đã. Đây các bạn nhìn xuống nè. Đây là khu vực nhà thờ Bến Thành các bạn ơi. Hiện tại khá là vui, đông lắm các bạn. Đó, bên kia uống cà phê ha. Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn. Ở đây bắn bong bóng nè. Hoa cỏ cũng rất là đẹp luôn. À, nhiều người ra đây tham quan, chụp hình. Hồi nãy mình đứng ở khu vực Dinh Độc Lập một lát á, cũng có nhờ người, cũng có người đến nhờ mình chụp hình các bạn. Nhà thờ Đức Bà thì vẫn đang trùng tu, vẫn tiếp tục trùng tu. Đó. Đây mình đi chút xíu một vòng, các bạn thấy qua bên đây nè. Đó. Đây đường Nguyễn Du, bên kia là Đồng Khởi. Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng mở cửa luôn. Bưu điện Sài Gòn ha. Thấy nhiều người đi ra chụp hình thì mình thấy vui. Đấy. Đẹp quá. Gọi là mình nhớ hồi xưa mà nói là được dắt ra Sài Gòn chơi, đi thương xá tắc là rất là vui lắm luôn á, hồi nhỏ. Bây giờ thương xá tắc sẽ coi như là đập bỏ rồi, xây mới. Đó. Hoa hướng dương ha. À, anh chị này chụp hình. Ok.
Đây, cả một đại gia đình phía sau. Vui không? Màu vàng may mắn. Trời ơi, bệt quá chục hoài kìa. Con nít thì thường nó tung tăng. Bác đã đứng chụp hình làm cảnh mà nó khó chịu lắm. Đó, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là Sài Gòn, lay hoay vẫn là những điểm này ha. Rồi. Rồi, chúng ta tiếp tục đi. À, ngay sau nhà thờ Đức Bà các bạn là trung tâm thương mại Diamond Plaza, hiện tại rất là đông. Đây đường Phạm Ngọc Thạch ha. Đấy, mình đang quay góc rộng. Rồi, chuyển qua góc cận cảnh. Thấy vui không các bạn? Đây, cả một nhóm luôn. Các cô, các chị này chụp hình với những thỏi vàng. Quả trứng nữa. Mai Tết. Người nào cũng đẹp ha. Cấm trèo qua hàng rào. Cũng có một số em trèo qua để chụp hình. Đây, châu cha, châu mẹ, châu con. Có một bé. Dễ thương quá trời không. Đó, đi bắt con bóng. Âm thanh rộn rã của cuộc sống ha. Cô. Yeah. Ai cũng sặc sỡ. Ơi, chụp cho ông bà ông tắm. Thợ nhiếp ảnh có dịp làm ăn ha. Quá cả gia đình. Đông vui quá. Ngay sau lưng nhà thờ Đức Bà các bạn, trung tâm thương mại Diamond Plaza, hiện tại rất là đông luôn. À, đông vui. Châu cha, châu mẹ, châu con. Đường Phạm Ngọc Thạch các bạn ha, ngay khu vực nhà văn hóa thanh niên.
Ở đây thì làm mai giả, làm tiểu cảnh rất là nhiều. Các bạn thấy nè, cả một con đường rực vàng. Tuy nhiên là mai giả nhiều quá thì nói chung là đi một lần thôi thì qua lần thứ hai sẽ cảm thấy nó chán chán á. Dù sao thì cũng gọi là có sắc xuân ha. Đó, bạn thấy không? Có điểm để đi chụp hình thôi, để post Facebook. Đó, cả một đại lộ màu vàng. Năm nay mình lì xì khá là nhiều các bạn, lì xì nhiều lắm. Mà mình rất là buồn. Thực tế thì không ai lì xì lại cho mình hết á. Hình như mình lớn rồi cái buồn quá các bạn ơi. Khi mà lì xì cho gia đình, người thân, những người lớn tuổi thì mình rất là vui, lì xì cho các cháu. Nhưng mình cũng muốn được ai đó lì xì. Vẫn chưa nhận được một bao lì xì tới ngày mùng 3 Tết. Trưởng thành đi đôi với trách nhiệm. Thực sự các bạn biết không, nhận được một bao lì xì mà có 10.000, 20.000 trong những ngày này cũng rất là vui. Đó, nhà văn hóa thanh niên này. Gia đình dễ thương quá trời. Bạn đi qua một đoạn là tới hồ con rùa ha. Đó, cũng có trang trí một số hoa lá. Khu vực này cũng có một số anh chị đến đây chụp hình. Rồi, mình đi xuyên qua đây, nó hướng vô. Rồi, hướng nào đi vô đây. Nhìn từ đây đi. Chủ yếu là đi xe máy vòng vòng ha, nhìn nụ cười của chú tươi á. Hai ba con cũng cười luôn. Xoay một vòng xuống dưới các bạn ơi. Ai cũng cười rạng rỡ ha. Đây là nhà thờ Tân Định lúc 11 giờ rưỡi các bạn. Một màu hồng
và một màu vàng luôn. Đó, nhìn rất là đẹp nha, trang trí đẹp ghê á. Nhớ đến cái mùa Giáng sinh. Ở đây trang trí gọi là cái bông tuyết á cũng đẹp lắm. Ở đó mình có quay. Nhà thờ Tân Định 289 Hai Bà Trưng, quận 3. Đây một gia đình mới vừa đi ra. Cũng nhiều bạn trẻ đó đi chụp hình ha. Quá đẹp vậy đâu quá chụp đây. Lá vàng. Rất biết cách trang trí luôn. Bên trong là hình tượng con trâu. Bản tính của mình là thích làm việc các bạn. Tết nghỉ ngơi vừa thôi, vẫn làm việc. Ủa cười tươi quá, để coi chụp hình xong. Ở đây là cúc với lúa. Tiểu cảnh cũng khá là đẹp. Bên đây có bắp nữa nè. Ở đây giống như là cát, cây cầu treo, có chuối, có mít, có dừa. Hình tượng ông đồ. Hiện tại là 12 giờ các bạn. Mình đang có mặt ở chùa Ngọc Hoàng, nằm trên đường Mai Thị Lụ, quận Nhất ha. Rất là đông luôn. Đó, bạn thấy nè, nơm nớp người đi cầu an. Đông quá trời đông. Năm ngoái đến đây cũng rất là đông các bạn. Bé dễ thương quá. Ôi, bú sữa. Dễ thương ghê. Lo 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 lo. Wow, hoa mai đẹp lắm.
Các bạn có nhớ tới thiền vị Trúc Lâm ở An Giang không? Phải nói là cả ngàn con cá chê luôn. Nó bò lên mặt nước, lên phiến đá để ăn mồi luôn. Mình có quay video đó đợt vừa rồi đó. Ngọc Hoàng Điện. Hay còn gọi là chùa Phước Hải ha. Oh, sorry. Hướng này đi kẹt rồi. Và đi hướng khác vô. Là phải quẹo lại. Phải đi ngược lại mới vô được. Nhìn đây trước. Rồi vô lại. Cái lối vào có cái chai sắt khủng tay các bạn. Cấm hết ngoài cô ơi, có một chỗ cấm mà không có đi nghe vô chùa được, cấm hết ngoài này luôn. Thank you.
Ôi, chúng ta nhìn xuống. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.